Đây là bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar đầu tiên năm 1932, rốt cuộc là hack não đến mức nào? Anh cây tháo bỏ bộ tóc giả xuống. Chào buổi sáng với chị cây. Những cây hoa bên suối cũng bắt đầu đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Lúc này chị cây cũng đang khom người trang điểm. Anh cây bên cạnh bắt đầu màn thả thính của mình. Anh kéo căng dây leo của chiếc cây khác ra, dùng âm nhạc để bày tỏ tình cảm của mình. Chị cây cũng dùng điệu múa uyển chuyển để đáp lại anh. Bác cây bên cạnh thì chỉ huy đàn chim, support nhiệt tình cho đôi tình nhân này. Lúc này những cây hoa cũng chạy tới, như vô tình như vô ý đẩy chị cây về phía anh cây, rồi xếp lại thành hình trái tim. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của họ, anh cây đã thành công ôm người đẹp vào lòng, nhưng chị cây lại ngượng ngùng chạy sang một bên, không ngờ lại bị một lão cây già thừa nước đục thả câu. Lão ta ôm lấy eo của cô, anh cây cảm thấy rất bất mãn, anh vội vàng đuổi theo sau nữ thần, sau đó nhặt lên một cành cây khô, chiến đấu tay đôi với lão cây già. Lão cây đập liên tục vào đầu của anh cây, anh cây biết mình không phải là đối thủ của lão, thế là liền dùng gậy thọt vào lét ông ta. Ông ta bị buồn liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng vấp vào cục đá ngã lăn ra đất. Nhưng ông ta sao có thể để im như vậy được, nếu như lão đã không có được thì đừng hòng ai được chạm tới. Thế là ông ta bắt đầu thực hiện tạo mồi lừa, sau đó một đốm lửa hiện lên, lão cây liền ném thẳng về phía anh cây, ngọn lửa rất nhanh đã lan rộng ta. Anh cây dùng hết sức để dập lửa, ngọn lửa tràn lan khắp mặt đất, những cây hoa bên cạnh dòng nước cũng góp sức giúp đỡ. Những con côn trùng bị dọa sợ trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Anh cây trong quá trình chạy trốn vô tình làm mất chiếc quần, thế là liền nhảy xuống nước mượn cái quần khác. Lúc này hoa chuông điên cuồng rung lắc, con quạ cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo, kêu gọi các loài động vật đến giúp đỡ. Chẳng mấy chốc đàn chim đã xuất hiện, chúng bay lên tít trên cao xuyên qua những tầng mây. Sau đó một cơn mưa đổ xuống, như vậy mới khiến khu rừng được giải cứu. Còn người gây ra toàn bộ vụ này là lão cây đã bị ngọn lửa nuốt chửng không thương tiếc, cuối cùng biết thành một thanh gỗ mục. Lúc này những sinh vật nhỏ lại ló đầu ra ngoài. Chi cây vì nhìn thấy cảnh tượng anh cây mất quần mà đứng trước mọi người, đồng ý lời cầu hôn của anh cây. Từ đó bọn họ sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ngôi nhà này đột nhiên bỏ nhà ra đi, nó ném tấm biển bán hàng trên người xuống dưới đất, quyết định thực hiện giá trị cuộc sống của chính mình. Nó đi qua một cây cầu, cứ đi mãi không biết đi đến đâu. Một ngôi nhà cũ trên đường bị thu hút bởi hành động của nó. Nhà cũ vinh quang cả một đời nhưng chưa từng rời khỏi vòng an toàn. Lần này nó cũng muốn điên một lần, thế là nó chống nặng lặng lẽ đi theo sau ngôi nhà nọ. Không lâu sau, căn phòng phát hiện ra nhà cũ. Nhà cũ còn định ẩn nấp nhưng không kịp, bọn họ đứng giữa ngã tư đường nhìn chằm chằm vào nhau. Dù chẳng nói gì đã hiểu được đối phương, kể từ đó họ liền đi cùng với nhau, cùng tránh mưa ở dưới chân cầu, ngồi bên cạnh nhau ngắm bình minh lên. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau chứng kiến những cảnh đẹp chưa từng được thấy trước đó. Mãi đến một ngày cái nặng trống của nhà cũ đột nhiên bị gãy. Nó khập kha khập khiễng đuổi theo bước đi của căn nhà, nhưng nó đã hết sức rồi, chỉ có thể dừng lại. Lúc này căn nhà đã do dự, sau khi cân nhắc một lúc nó vẫn lựa chọn một mình rời đi, chỉ để lại một mình nhà cũ ở trong khu rừng. Không lâu sau, căn nhà đi đến một khu biệt thự. Ở đây toàn là những ngôi nhà nguy nga, tráng lệ. Nhưng căn nhà không hề ngưỡng mộ bọn họ. Căn nhà mang về một chiếc rầm cửa của biệt thự, cùng một căn nhà nhỏ của chó. Nó đưa rầm cửa tặng cho nhà cũ để làm nạng chống mới. Sau đó bọn họ lại lần nữa lên đường, mà lần này bọn họ còn có thêm một căn nhà nhỏ của chó đi cùng. Bọn họ đi xuyên rừng trong ánh hoàng hôn, nhìn nhà chó bơi trên sông, ánh mặt trời chiếu vào bọn chúng, có một hương vị tự do chưa từng thấy trước đây. Họ cũng thấy rất nhiều ngôi nhà khác nhau. Bọn họ cứ đi thẳng mãi, mãi đến khi có một căn nhà xe hồng đột nhiên vụt qua, khiến căn nhà đứng hình mất 5 giây. Nó không ngờ nhà cũng có thể đi nhanh như vậy. Nhà cũng nhìn ra được tâm trạng của nó, liền đẩy nó về phía mặt băng. Bọn họ cùng nhau khiêu vũ trên mặt băng. Căn nhà cũng rất có hảo cảm với nhà xe. Nhà cũ tưởng rằng bạn của mình đã tìm được hạnh phúc, liền dẫn theo nhà chó tiếp tục lên đường. Nhưng không lâu sau, nhà xe màu hồng cũng ga nhanh tốc độ, căn nhà cố gắng đuổi theo sau, nhưng dù nó có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể di chuyển được. Nó buồn bã đi theo nhà cũ. Bọn họ lần nữa gặp lại nhau ở một gara xe bỏ hoang. Những chiếc xe đổ nát ở đây khiến nhà cũ rơi vào trong hồi ức. Bọn họ buồn bã tiếp tục lên đường trong hoàng hôn. Tuy nhiên, một cơn bão cát dữ dội lại bao trùm lấy họ. Ba căn nhà tuyệt vọng chống chọi với vòi rồng. Cuối cùng thời tiết quang đãng, các ngôi nhà đốt một đốm lửa nhỏ. Nhưng nhà cũ không thể nào kiên trì được nữa. Nó đã quá già rồi. Ngay cả khi căn nhà gỡ bỏ những miếng gỗ trên người mình để sưởi ấm thêm cho nhà cũ, cũng không có kết quả. Hôm sau, mặt trời lại mọc lên, nhưng nhà cũ thì không còn hơi thở nữa, chỉ có thể mãi mãi ở lại nơi này. Căn nhà dẫn theo nhà chó lần nữa lên đường, và thứ chờ đợi bọn họ sẽ là những thứ mới mẻ hơn nữa.